Xúc động, tự hào là những gì mà Quang Tuấn cảm thấy khi ngày hôm nay được có dịp ghé thăm nhà trưng bày Hoàng Sa tại thành phố Đà Nẵng. Ngày hôm nay thì chương trình Điểm Hẹn Văn Hóa rất vui khi được đồng hành với ông Lê Tiến Công là phó giám đốc phụ trách nhà trưng bày Hoàng Sa tại thành phố Đà Nẵng. Và chúng ta sẽ cùng được lắng nghe những câu chuyện về quá trình xác lập, khai phá và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Anh có thể dẫn em đi tham quan về khu vực này. Vâng, mời bạn. Nhà trưng bày Hoàng Sa của chúng ta có những cái đặc điểm thiết kế cấu trúc như thế nào, cũng như là các không gian trưng bày được sắp xếp như thế nào? Cái đặc điểm kiến trúc của cái nhà trưng bày Hoàng Sa này là được thiết kế bởi một cái công ty Nhật Bản, thì thiết kế theo cái hình gọi là con dấu chủ quyền Việt Nam, tức là mô phỏng cái con dấu chủ quyền của Việt Nam dưới thời Minh Mạng ấy. Đây là cái mộc bản Châu Nguyễn, một cái bản khắc về sách Đại Nam Thực Lục Tiền Biên tờ số 24 quyển 10 mô tả về cái quần đảo Hoàng Sa, tức là ở ngoài biển ở cái xã An Bình thuộc huyện Bình Sơn ở Quảng Ngãi, thì có một cái dải là hơn 130 bãi cát cách nhau đi một ngày đường hoặc là vài trồng canh, tục gọi là cái vạn lý Trường Sa. Thì trên bãi nó có cái diện nước ngọt, thì có rất là nhiều cả cái sản vật hải sâm, đồi mồi, ốc hoa, vích ba ba. Đây là cái bản đồ Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ được vẽ dưới thời Minh Mạng. Hàng năm đều sai phải các cái đội thủy binh ra để thăm dò, đo đạc lộ trình và vẽ bản đồ. Thì sau một cái quá trình lâu dài như vậy thì cũng đến thời Minh Mạng thì vẽ được cái tấm bản đồ được gọi là Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ. Trên đây có thể xem đây là một cái bản đồ hành chính toàn vẹn. Trên là Hoàng Sa, dưới là vạn lý Trường Sa. Thì thông tin tư liệu từ sách Đại Nam Thực Lục kết hợp với thông tin tư liệu từ châu bản Châu Nguyễn, nó cũng đây là thống nhất trưng bày tất cả là có 17 cái châu bản, nó có một cái thể hiện là xuyên suốt là dưới thời chúa Nguyễn đến thời Nguyễn thì Hoàng Sa đều là thuộc về sự quản lý của các cái triều đại phong kiến Việt Nam. Giờ thời Pháp thì Pháp tiếp tục quản lý quần đảo Hoàng Sa Việt Nam. Đây là cái cột mốc được Pháp dựng đến năm 1938. Nó khắc ghi cái văn chữ tiếng Pháp đây. Thì nó dịch ra tiếng Việt là Cộng hòa Pháp Vương quốc An Nam, đảo Hoàng Sa năm 1816, tức là cái thời điểm vua Gia Long cắm mốc chủ quyền, và đảo Hoàng Sa năm 1938, tức là cái thể hiện cái thời điểm dựng cái cột mốc này. Thì được trong cái không gian này thì chúng tôi trưng bày các cái thông tin tư liệu liên quan đến trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 giữa quân đội Việt Nam Cộng hòa với lại quân đội Trung Quốc. Ở trong này có một cái điểm nhấn, tức là cái biểu tín báo cáo của tà thể của họ tên là Nguyễn Thanh Trọng, cấp bậc là trung sĩ, hy sinh vì Tổ quốc ngày 19 tháng 1 năm 1974 tại quần đảo Hoàng Sa. Bên cạnh đó thì cả cái trích tục khai tử, cái này những cái thông tin tư liệu này thì được gia đình của ông Nguyễn Thanh Trọng tặng lại cho nhà trưng bày Hoàng Sa để làm để giới thiệu để công chúng. Có thể nói, để có được một nhà trưng bày với hàng ngàn hiện vật, tư liệu giá trị như thế này là công sức, tài năng, trí tuệ và tấm lòng của rất nhiều nhà nghiên cứu, nhà khảo cổ, những nhân chứng Hoàng Sa và thân nhân của họ, cho đến những người con xa xứ, những người dân bình thường nhưng vô cùng nặng lòng với biển đảo quê hương. Những vật dụng rất đời thường như nồi đất, chiếu cói hay những di vật quý báu của các gia đình có người đã ngã xuống vì Hoàng Sa. Bản đồ, cờ Tổ quốc.
tất cả đã được trao tặng lại cho nhà trưng bày như sự gửi gắm một phần máu thịt, tâm can, tình yêu đối với quê hương đất nước mình. Chính họ là những người đã góp phần trao truyền giá trị lịch sử, dân tộc cho thế hệ mai sau. Bên cạnh cả cái tư liệu của Việt Nam thể hiện là quần đảo Hoàng Sa là thuộc lãnh thổ Việt Nam thì chúng tôi cũng có trưng bày cả cái tư liệu, cả cái bản đồ của Trung Quốc thì cũng thể hiện là lãnh thổ cực Nam của Trung Quốc. Dù ở đây, lãnh thổ cực Nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam mà thôi, thì không hoàn toàn không có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thì không gian này trưng bày cả cái thông tin về quá trình quản lý hành chính của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và cái hoạt động hoàn huyện Hoàng Sa trong cái thời gian trước đấy, thì ví dụ như là tổ chức thông tin tuyên truyền, hoạt động hiến tặng hiện vật, cả quá trình bổ nhiệm các cái chủ tịch huyện Hoàng Sa trong các thế kỷ. Nhà trưng bày Hoàng Sa, một bảo tàng chuyên đề về chủ quyền tổ quốc với sự kết nối thiêng liêng giữa quá khứ và hiện tại. Mỗi ngày, nơi đây thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan, nghiên cứu, học tập, đến để tận mắt chứng kiến những bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Với hệ thống các tư liệu hình ảnh, động và tĩnh hỗ trợ bởi kỹ thuật, mỹ thuật đa phương tiện, kết hợp hệ thống bản đồ, sa bàn, nhà trưng bày là một địa chỉ đặc biệt, sống động, đưa mỗi người đến gần với Hoàng Sa. Em rất là tự hào khi là mình là một thuyết minh viên, có thể tuyên truyền, giáo dục, khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và cái vấn đề mà em tâm đắc nhất có lẽ là cái không gian trưng bày lễ khao lề thể lính Hoàng Sa. Lễ khao lề thể lính Hoàng Sa là một nghi lễ được cộng đồng và họ tộc người dân trên đảo Lý Sơn tổ chức tại các đình làng lớn bắt đầu từ tháng 2 âm lịch hàng năm. Nghi lễ này trước đây để cúng thế người sống, để cầu mong người đi được bình an. Thì từ thực tiễn hoạt động của đội Hoàng Sa xưa, trong điều kiện tàu thuyền đi lại trên biển rất thô sơ, phải đối mặt với một đi không trở lại, đã hình thành nên những câu hát dân gian. Hoàng Sa lắm đạo nhiều cồn, chiếc chiếu bó tròn mấy sợi dây mây. Chiều chiều ra ngóng biển xa, ngóng ai đi lính Hoàng Sa chưa về. Và hiện tại thì nhà trưng bày Hoàng Sa cũng trưng bày những cái không gian, những cái hình ảnh, đặc biệt là có cái ngôi mộ gió, thì đó chính là những cái ngôi mộ được làm bằng đất sét giả cốt người, bởi vì khi đi ra Hoàng Sa họ mất xác rồi, họ không có xác nữa, cho nên những người dân, những họ tộc, anh em, gia đình họ đã làm nặn những nấm mộ chiêu hồn nhập cốt. Và ngày nay ở trên đảo Lý Sơn thì họ còn phối thờ những ngôi mộ này lại ở đình làng lớn để cho người đời đến đây, để cho du khách đến đây họ có thể thắp hương tưởng nhớ đến đội hùng binh Hoàng Sa. Đối với thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, những tư liệu, hiện vật tại nhà trưng bày luôn để lại trong các em cảm xúc khó quên. Từ đó có nhận thức sâu sắc về lịch sử và thêm yêu biển đảo quê hương. Khi đến tham quan nhà trưng bày Hoàng Sa thì thứ nhất là em cảm thấy rất là vui. Khi mà được tham quan ở đây thì bọn em có thể hiểu thêm được những cái tư, xem qua các tư liệu thì có thể hiểu được hơn lịch sử nước nhà, quá trình dựng nước và giữ nước của các thế hệ trước. Trước giờ thì em mới chỉ nghe về quần đảo Hoàng Sa qua các bài học ở trên trường hoặc là cũng ở các thầy cô. Đến hôm nay đến tham quan với nhà trưng bày thì em cảm thấy rất là thú vị khi mà nghe những điều mới mẻ hơn, cảm thấy tự hào và biết ơn những người đã ngã xuống để gây dựng nên cái quần đảo Hoàng Sa như bây giờ. Chú trọng đến cái việc mà giáo dục cho học sinh về cái chủ quyền của biển đảo, đọc được những cái tư liệu quý giá này thì nó sẽ tăng thêm cái ý thức của nó đối với cái việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, góp một phần công sức của các em vào trong cái việc nâng cao cái nhận thức của toàn dân. Thưa quý vị, nhà trưng bày Hoàng Sa tại thành phố Đà Nẵng không chỉ là một thiết chế văn hóa lịch sử có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị, mà còn là một nơi chốn thiêng liêng
để nhắc nhớ, khơi dậy và nuôi dưỡng lòng yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc của mỗi con người Việt Nam. Có thể nói là một người Việt thì hãy nên một lần đặt chân đến đây để có thể được lắng nghe tiếng vọng thiêng liêng từ nơi đảo xa và có thể cảm nhận một cách chân thực và thân thương hình hài của tổ quốc mình. Đến đây thì Điểm Hẹn Văn Hóa cũng xin được nói lời chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại trong những hành trình kỳ sau.